Một lần nữa, thay mặt các cựu học sinh và tập thể lớp 12A1, em xin chúc trường Hoàng Vũ Thụ ngày một khang trang phát triển. Chúc các thầy cô giáo ngày một dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục dạy dỗ nên những thế hệ học sinh tài năng và trưởng thành hơn nữa. Em xin cảm ơn ạ. Những